Mỗi ngày 2 giờ. Quý vị đợi chút nha. Đợi chút. Đợi một chút, tôi mở không ra. Đây là chương trình Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma trên Phao Thố mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè về từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 8 giờ từ sáng Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 9, 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khai Ma thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Dhyanikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 34, kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 7.7. Bảy pháp rất khó thể nhập. Sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực,
nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bố Tha Giá, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa cho nên. Anh Nam Mô Bố Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính chư Thượng Tọa. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị. Thế gian thì họ xem cái bậc hiền triết hay là trí thức thì một người học cao, hiểu rộng và có nhiều cái tư tưởng có thể làm lợi ích cho đời, hay là đáng để học, để bắt chước, vân vân. Nhưng mà chưa có một tiêu chuẩn nào của thế gian họ nhận định về cái bậc hiền triết hay là bậc trí. Còn ở trong Phật Pháp thì Đức Phật Ngài có ra những cái là thuyết, những cái tiêu chuẩn để gọi là bậc hiền trí, bậc hiền triết và Đức Tát, hay là cái bậc chân nhân sắc phù ri sát. Và thường thì chúng ta nghe bảy pháp của bậc hiền trí hay là pháp của bậc chân nhân sắc phù ri sát tham á, panikat tham á, tri nhân tri quả, vân vân. Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ được nghe về bảy pháp của bậc hiền triết, và bảy pháp này chúng ta thông thường nghĩ rằng cũng rất là dễ hiểu, dễ thực hành. Nhưng mà không, thưa quý vị, bảy pháp này nó có ý nghĩa rất là sâu sắc. Và Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Sa Lô Tát, Ngài xếp bảy pháp đó là bảy pháp khó thể nhận, đúng là tiếng Vichha Thamma. Cho nên bảy pháp đó không phải chỉ đơn thuần là giải thích theo từ ngữ, mà còn phải biết ứng dụng một cách triệt để. Như vậy thì mới gọi là bậc hiền trí được. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tích, vị giảng sư trong ngày sẽ trình bày về bảy pháp hiền triết này. Và trước tiên xin mời
Sư Phụ Thế Ba đọc trên kinh, sau đó xin cùng thỉnh để được pháp tính giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Dạ bây giờ bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay là bảy pháp rất khó thể nhập. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần phải tán tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Nhật Quỳnh làm ơn hốt bài lên dùm đi Nhật Quỳnh ơi. Tôi nghĩ là đại chúng cần cái bài đó. Tôi thì ở đây tôi có email, nhưng mà Nhật Quỳnh làm ơn hốt bài lên, hôm nay sao Phong Lan không có vô. Thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập? Bảy pháp, bảy thượng nhân pháp. Này các hiện giả, ở đây vị tỳ kheo tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Như vậy là bảy pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây là trích từ kho tàng pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn. Bảy pháp khó thể nhập. Đây là bảy pháp hiền triết, hay pháp bậc chân nhân. Tri pháp biết là biết nhân, biết rõ nguyên nhân sanh ra sự kiện. Ở đây tri pháp cũng có nghĩa là thông suốt giáo lý Phật ngôn gồm 9 phần như khế khinh, ứng dụng. Tri nghĩa là biết về quả, biết rõ sự kiện do nhân sanh. Ở đây tri nghĩa cũng có nghĩa là thông hiểu lý của pháp, hiểu nghĩa sâu kín của Phật ngôn. Tri kỷ, tự biết về bản thân, tức là biết rõ mình có khả năng như vậy, sở trường sở đoạn như vậy. Tri độ, biết độ lượng trong việc thọ dụng, khi ăn, khi mặc, biết tiết độ chừng mực. Tri thời, biết phân bố thời gian thích hợp, biết làm việc cho hợp thời đúng lúc, lúc nào nên làm việc nào, lúc nào nên nói lời nào. Tri hội, biết rõ hội chứng chỗ mình đến, biết để ứng xử hợp lý, biết đây là hội chúng quan quyền, hoặc đây là hội chúng trí thức, hoặc đây là hội chúng thường dân. Trong hội chúng này ta nên ngồi, nên nói, nên im lặng như thế nào. Tri bị, biết rõ cá tính trình độ của từng người mà mình tiếp xúc, biết rõ người ấy có khuynh hướng như vậy, như thế nào, cần đáp ứng như vậy, như thế nào. Đối với vị tỳ kheo thành tựu bảy pháp hiền triết này được gọi là tỳ kheo khả kính, khả ái, đáng cúng dường. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bố Tha giá. Không không biết là con nói rồi Đại Đức Pháp Tính không nghe. Dạ con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha. Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Thăng Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về bí pháp khó thể nhập, hay là ở trong kho tàng pháp học của Ngài Giác Giới thì nói là bảy pháp là của bậc hiền triết, hay là bảy pháp của bậc chân nhân là Tất Cú Lý Sát. Sao vậy bà Thanh? Con, tôi đã diễn bài đó không? Dạ. Đây là bảy pháp khó thể nhập. Thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta nghe đọc qua cái phần chánh kinh, hay là chúng ta nghe cái sự dẫn nhập, thì chúng ta cũng biết rồi, đối với bảy cái pháp này: tri pháp nè, tri nghĩa nè, tri kỷ nè, tri độ nè, tri thờ nè, tri hội nè, rồi tri vĩ nè. Thì nếu mà mình mà có được bảy pháp này thì chắc có lẽ chúng ta là một cái người cũng rất rất là hoàn thiện trong cái cuộc đời này, hoặc là trong cái xã hội này. Nhưng mà bây giờ đó, dù có khó hay là khó đến nỗi nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải ráng, chúng ta phải ráng tu tập. Có nghĩa là chúng ta cứ ráng, chúng ta tu tập riết từ từ, đến một cái đời sống nào đó chúng ta cũng đầy đủ bảy cái pháp này. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng tu tập. Vậy thì bảy cái pháp khó thể nhập này là bảy cái pháp gì? Thứ nhất là tri pháp. Tri pháp ở đây có nghĩa là gì? Thâm manh như ta. Có nghĩa là một người á, cái chữ tri ở đây có nghĩa là biết, mà biết cái gì? Biết nhân, biết rõ cái nguyên nhân sanh ra cái sự kiện đó. Vậy thì một người mà khi mà được gọi là tri pháp là cái người này là phải, coi như là chúng ta phải, ví dụ như là thứ nhất là mình phải có học về giáo pháp, có nghĩa là mình phải học về chánh tạng, hoặc là mình phải học về Phật ngôn, thì như vậy á mới gọi là mình có cái sự tri pháp. Mà học không á thì cũng chưa có đủ cái việc nào. Hoặc là có những người tuy rằng người ta không có học, người ta không có học được nhiều hết Phật ngôn, nhưng mà đối với đời sống thường của người ta, người ta nhìn ở đâu, người ta nhìn lên một cái sự kiện gì đó ở trong đời, người ta cũng biết được, người ta cũng biết được đây là cái sự khổ nè, đây là cái nguyên nhân sanh khổ nè. Đó, thì khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi khi mà chúng ta va chạm với cảnh đời, chúng ta đều biết, chúng ta đều biết cái pháp nào là nhân, rồi cái pháp nào đưa đến cái sự khổ. Thì một người như vậy đó, một người mà có cái sự hiểu biết như vậy mới được gọi là cái người mà tri pháp. Cũng như quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái mùa lễ rằm tháng 7 này, có những người người ta biết ra, biết được cái ơn của cha mẹ, nhưng mà người ta chưa có biết cách trả ơn. Thì như vậy không thì không có đủ. Mình biết ơn nhưng mà mình cũng phải biết cách trả ơn. Hoặc là chúng ta biết pháp mà chúng ta phải hiểu pháp nữa, thì mới gọi là cái người mà có cái sự tri pháp. Có nghĩa là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta nhìn những cái
những cái sự kiện gì ở trong đời mình thấy rằng cũng như cái một cái vị tỳ khu khi mà đi như vậy đó, gặp một cái người phụ nữ, người ta đi ngang, người ta nhìn mình, người ta cười, nhưng mà cái vị đó nhìn thấy cái chiếc răng là coi như là quán tưởng về cái đề mục xương, thành ra đắc được đạo quả là hắn. Thì ở đây có nghĩa là chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chí vị, để mà mình coi như là mình gặp một cái sự kiện gì ở trong đời của mình, đối với các căn và các cảnh khi mà va chạm nhau, mình đều hiểu hết. Dù cho cái cảm thọ bây giờ mình ngồi mà cái cảm thọ mà nó sanh lên, hoặc là bây giờ chúng ta ngồi ở một cái nơi này mà chúng ta cảm thấy nó khó chịu, chúng ta cũng hiểu được do cái nguyên nhân nào, do cái nguyên nhân nào mà nó làm mình có cái sự khó chịu này đó. Thì một người mà hiểu được tường tận như vậy, chúng ta thông suốt được như vậy, thì gọi là một cái người mà có cái sự mà tri pháp. Thứ hai á, là tri nghĩa. Tri nghĩa có nghĩa là gì? Ác thanh nhúc ta có nghĩa là cái người mà biết về cái quả, cái quả, rồi biết về cái sự kiện đó là do cái nhân nào nó sanh ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi ở, chúng ta ngồi ở tại cái chỗ này, hoặc là chúng ta nhìn cái cuộc đời của chúng ta, tại sao mà chúng ta sanh ra với cái thân tướng như vậy, mắt tai mũi lưỡi mình nó được đẹp hay là nó được xấu, nó bị xấu. Chúng ta biết được là do cái nhân ở trong quá khứ. Ví dụ như ở trong mình thì mới đầu thì mình không thể nào mình biết được, bất cứ ai cũng vậy. Khi mà mình biết được cái nghĩa lý đó, cái nghĩa lý đó đều phải do cái sự học, đều phải do cái sự học. Khi mà quý vị biết rằng khi mà mình đọc ở trong kinh điển, ngày xưa mà mấy vị mà có những vị mà chỉ nghe mà nghe sơ rồi hiểu được đâu quý vị. Những vị mà có ba la mật, có phước báo được tràn đầy thì nghe Đức Phật đọc lên một câu kệ ngôn giác ngộ liền. Nhưng mà cũng có những vị khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng rồi cũng về gặp Ngài Xá Lợi Phất, rồi hỏi lại, gặp Ngài Ananda rồi hỏi lại, rồi gặp Ngài Mục Kiền Liên rồi hỏi lại, gặp Ngài Khách Cha Gia Ná rồi hỏi lại đó. Rồi nhờ cái sự hỏi đi hỏi lại rồi về tu tập thì mới giác ngộ, mới hiểu được cái nghĩa. Thì đối với tất cả chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn có cái pháp tri nghĩa ác thanh nhúc ta này đó, thì coi như là chúng ta cũng phải nghe đi nghe lại, chúng ta học đi học lại. Chúng tôi quý vị biết ngày xưa khi mà chúng tôi học về cái môn ví dụ pháp á, ví dụ mình nghe nói rằng là tám cái sắc bất ly đi, quý vị biết rằng lúc đó nó phải ngồi, phải ngồi học tám sắc bất ly, trong đó gồm có cái sắc nào, bốn cái sắc đại nè, đất nước lửa gió nè, rồi sắc cảnh sắc nè, sắc cảnh vị nè, sắc cảnh mùi nè, rồi cái ô chá. Thì lúc đó quý vị biết không, là chúng tôi phải ngồi, chúng tôi học thuộc lòng, phải ngồi dò từng cái chi pháp, từng cái pháp ở trong đó. Nhưng mà quý vị biết rằng những lần mà chúng tôi để ý đến cái vị đó ngồi giảng phân tích cho mình nghe, phân tích cho mình nghe hoặc là giảng cho người khác nghe, thì lúc đó ví dụ như cái vị đó cầm cái ly lên hỏi trong cái ly này đủ tám sắc bất ly không, thì lúc đó một hội chúng người ta nghe, người ta không có biết cái cách phân tích được. Thì cái vị đó mới hỏi trong cái ly này có đất nước lửa gió trong đây không? Có. Hội chúng trả lời có. Rồi cái ly này á, mình nhìn mình thấy như vậy á, là phải là sắc cảnh sắc không? Thì hội chúng người ta dạ phải, khi mà mình thấy như vậy là sắc cảnh sắc. Rồi cái ly này á, nó có cái chất vị ở trong đây không? Có quý vị. Lúc đó hội chúng bạch trả lời bạch ngài có. Mình nếu mà mình nếm thì mình le cái lưỡi mình nếm vô thì dù cho nó có nó đắng hay là nó sạm hay là cái gì đó thì nó cũng là cái chất vị. Rồi mình ngửi được không, mình ngửi đó nó có mùi không? Có quý vị. Cái chiếc ly, một cái ly nào quý vị đưa lên mũi quý vị ngửi cũng có mùi trong đó hết. Rồi
nó có chất ô chá, có cái chất dưỡng tố trong đây không? Có cái chất mà để mà nó là nó chưa cái chất đó để mà đừng nó cho tan ngoại đó. Thì khi mà cái vị đó phân tích ra 8 cái sắc bất ly ở trong một cái chiếc ly, hoặc là một cái cây thước, hoặc là một cái cây viết, thì từ đó đó chúng tôi để ý thì chúng tôi nhớ luôn. Chứ những cái ngày đầu tiên quý vị biết học là coi như là mình phải học thuộc lòng, mình không có nhớ, mà mình lúc đó mình không có hiểu quý vị, ngàn ra mình phải ráng mình ngồi mình học thuộc lòng. Nhưng mà nhờ đưa lên những cái sự phân tích đó làm cho mình nhớ luôn. Rồi đối với cái con người mình cũng vậy, là đối với danh pháp và sắc pháp này nè, có nghĩa là cái con người của chúng ta lúc đó học ở trong ví dụ pháp á, quý vị thấy rằng cũng nói đến, thí dụ như nói là những cái sắc mà do nghiệp sanh, thì lúc đó mình cũng học, mà mình học giống như là mình biết vậy thôi, mình học cũng như là giống như là mình nghĩ là chắc mình tu mình phải học thôi, mình tu mình phải học môn này thôi, chứ giờ không học chứ học cái gì. Thì lúc đó cũng ráng học thuộc lòng, nhưng mà sau này từ từ á, mình tìm hiểu á, mình mới biết hồi lúc trước mình học thuộc lòng, nhưng mà bây giờ á, thì có thể mình ngồi quán xét cái sắc nào mà do nghiệp sanh, cái sắc nào mà do nghiệp sanh, đối với cái tính nam tính và nữ tính, trước tiên là nam tính và nữ tính, mình thấy rằng là cũng do nghiệp nó sanh, một cái nghiệp nào đó cho mình sanh lại làm cái người nam, một cái nghiệp nào đó sanh làm cho mình sanh lại làm người nữ, thì sắc nữ tính là do nghiệp sanh. Rồi bây giờ cái con mắt của mình sắc thành kinh nhãn, sắc thành kinh nhĩ, có nghĩa con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, đó. Những cái này thì là do cái gì quý vị? Là do ở đâu nó sanh ra? Ông bà nào nắng mình ra, không có ông bà nào nắng mình ra hết, là do cái nghiệp, cái nghiệp ở trong quá khứ của mình. Ví dụ như mình có những cái lời nói chân thật, hoặc là mình có những cái lời nói nó dịu ngọt, mình tạo những cái thiện nghiệp gì đó, thành ra bây giờ cho mình có cái khuôn mặt, con mắt và cái lỗ mũi mình nó vừa với nhau, cái này nó không có to hơn cái kia, vân vân, hoặc là những cái chiếc răng của mình mà nó được khít như vậy, cũng do cái thiện nghiệp của mình ở trong quá khứ mình tạo. Thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này để chi vị, để có nghĩa là hồi lúc đó mà mình mới học đó, thì mình phải học thuộc lòng sắc mạng quyền, trong đó gồm có sắc tính rồi sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ rồi những kia vân vân. Nói chung là cái lúc đó là mình ngồi mình học, mình học một cách là như là giống như thuộc lòng ở trong sách thì viết sao mình ráng mình ngồi là mình ráng mình ngồi mình nhét vô cho mình nhớ được cái nhóm sắc đó. Nhưng mà dần dần về sau này thì mình ngồi mình mới suy nghĩ lại là tại sao mình có tại sao mà mình có con mắt nó dày, do thiện nghiệp ở trong quá khứ thì hay là bất thiện nghiệp ở trong quá khứ, rồi thì cái sắc này nó được xếp vô cái này, nó được xếp vô cái nhóm mà sắc do nghiệp sanh đó, rồi cái nhóm kia, rồi cái sự mà cười nói khóc đồ gì của mình đó, đi đứng đó thì là do tâm nó sanh, vậy cái nhóm sắc này nó được xếp vô phần cái sắc do tâm tạo đó. Thì chúng tôi kể ra những cái điều này cho quý vị nghe đó. Có nghĩa là mình từ từ mình sẽ biết được cái nghĩa, cái ý nghĩa, nhưng mà cái mới đầu thì chúng ta phải học thôi. Mới đầu thì bất cứ ai cũng vậy, cũng phải học. Rồi nếu mà mình cảm thấy mình thích thì mình cứ chuyên tâm đem vào ở trong những cái đề mục đó, hoặc là những cái bài học đó, thì từ từ mình từ từ nó sẽ ra, từ từ nó sẽ ra, thì từ cái nhỏ cho đến cái lớn quý vị, rồi từ đó trở đi thì mình ngồi quan sát, mình biết rằng là mình có mặt ở trên cái cuộc đời này, hoặc là trong kinh Trung Bộ quý vị thấy rằng ai có thân hành tổn hại, ý hành tổn hại, khẩu hành tổn hại, sau khi thân hoặc mạng chung sẽ sanh về thế giới có tổn hại. Rồi từ đó mình mới hiểu ra đó, mình ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay mà đang sống giữa một cái xã hội nó rối ren, hay là một cái xã hội nó yên bình vân vân, thì cũng do
thân hành, ý hành, khẩu hành có tổn hại hay là không có tổn hại. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ về những cái nhân nó sanh ra cái quả như vậy, cái ý nghĩa như vậy, thì chúng ta tìm hiểu rõ về cái ý nghĩa như vậy, thì một người như vậy thì có cái sự tri nghĩa, tri nghĩa. Mà tri nghĩa ở đây thì nếu mà do cái sự tu tập của mình, mình cố gắng thì càng ngày đó để hiểu cái nghĩa nó sâu kín. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật theo từng cái cấp độ, khi mà chúng ta có nhiêu đó trí thì chúng ta hiểu được nhiêu đó, chúng ta hiểu được nhiêu đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cố gắng chúng ta tu tập nữa thì chúng ta sẽ thấy ra được những cái sự thâm sâu, có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật nó có chiều sâu, có chiều rộng, có đầy đủ hết, văn nghĩa cụ túc, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, chứ không phải là chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà chỉ do là cái tâm của mình lúc đó mình chưa đủ thôi, mình chưa đủ để mà mình khai thác ra, hoặc mình chưa đủ để mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói về tri nghĩa đó, là nói về chúng ta hiểu được cái lời dạy này vừa sâu và vừa rộng, hoặc là những cái pháp này vừa sâu và vừa rộng. Thành ra những cái pháp này mới được gọi là những cái pháp mà vượt khỏi thế gian đó. Vậy thì tóm lại, ở trong cái sự tri nghĩa có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái người đó nhìn cái đó mình biết cái ý nghĩa liền, nhìn cái đó đó là mình biết được cái ý nghĩa đó là do cái nhân nào nó sanh ra đó. Thì chúng ta tu tập hoặc là chúng ta phải chịu khó, chúng ta học từ từ thì chúng ta sẽ biết được những cái nghĩa sâu hoặc là cạn của tất cả những cái sự kiện mà mình thấy ở trong cái cuộc đời đó. Rồi đến cái pháp thứ ba là tri kỷ. Tri kỷ ở đây không phải là giống như tri kỷ ở trong thế gian. Lúc trước quý vị biết không, chúng tôi nhìn vô những cái chi pháp này cũng vậy, chúng tôi tưởng là cái bạn đời tri kỷ với nhau, bạn đời với nhau đó. Nhưng mà thật sự ra ách tăng nhũ ta này không phải là nói về cái điều đó. Ách tăng nhũ ta có nghĩa là biết về cái bản thân của mình, cái bản thân của mình là có sở trường sở đoản như thế nào. Có nghĩa là thí dụ như cũng như là mình sống ở đời, mình phải biết cái bản thân của mình nó ở trong một cái trường hợp nào mình có thể mình làm cái việc đó được, ở trong cái trường hợp nào mình không thể làm cái điều đó được. Thì một người như vậy đó mới gọi là có ách tăng nhũ ta, có nghĩa là mình phải biết rõ về cái bản thân của mình. Chứ bây giờ cũng mình không biết rõ về bản thân của mình mình toàn là sở đoản không à, mình tưởng là sở trường đó. Thì cũng như những cái câu chuyện mà ở trong những cái câu chuyện tiền thân, quý vị thấy rằng lúc đó đối với ngài Đức, đối với Đức Phật ở trong quá khứ, khi mà ngài là một cái kiếp đó, ngài làm sư tử chúa, ngài làm sư tử chúa, rồi Đê Quá Đát Tá thì là làm cái kiếp chó rừng. Nhưng mà chó rừng này là cứ tối ngày là cứ đi theo sư tử, đi theo sư tử. Mỗi lần mà sư tử bắt được mồi đó, rồi vồ được mồi đó ăn, rồi còn dư lại những cái thịt mà nó dính ở trong xương đồ này kia đó, thì chó rừng mới mon men lại đó để ăn. Rồi ăn một thời gian, ăn như vậy đó, rồi mập mạp, nó khỏe mạnh, mập mạp, khỏe mạnh. Thành ra đó, một ngày nọ đó, chó rừng mới nói với sư tử á, thôi, hôm nay anh để tôi đi săn mồi, về cho anh ăn, anh không cần săn mồi nữa. Đó, thì quý vị thấy rằng á, cái ngày hôm đó đó, chó rừng gặp con voi. Dồi đứng sủa dữ lắm, làm coi bộ dữ dằn lắm. Thì con voi mới nghĩ chó chóc mà hôm nay mà cũng bị đặt đứng trước mặt ta sủa đó. Thành ra quý vị thấy rằng
Lúc đó ông dòi đưa chân lên, nó dậm một cái là coi như là nát bét con chó rừng đó. Đó thì ở đây cũng nói về một người mà không biết về cái bản thân của mình đó. Nhiều khi mình tưởng mình là mình có những cái tài nghệ đó, hoặc là mình có những cái sở trường đó, mà thật sự ra mình không có là coi như là hư việc, coi như là hư việc quý vị. Thành ra cái tri kỷ này á, có nghĩa là cái người đó phải biết về cái bản thân của mình, biết rõ mình có khả năng như thế nào, thì mình sẽ thực hiện như vậy. Mình cũng không có ở đây thì không phải nói về cái sự khoe khoang, mà nói về cái sự mà mình hiểu được, mình biết được cái khả năng của mình như thế nào, thì mình sẽ có cái sự mà đi ở trong cái khả năng đó, đi ở trong khả năng đó. Hoặc là thí dụ như đối với cái đời sống của vị tỳ khu cũng vậy, khi mà những cái điều nào mà những cái chỗ nào mà được đi thì cái vị đó sẽ đi với ở trong, cũng như là trong cái vô chắc rá, cái hành xứ của mình, cái vị đó phải đi ở trong cái hành xứ của mình, chứ không phải mà giống như mà những cái người mà người ta nói mình bây giờ mình tu mười mấy năm rồi, 20 năm rồi, đạo hạnh mình vững vàng, đạo hạnh mình kiên cố rồi, thành ra bây giờ những cái trà đình tủ điếm mình cũng sẽ đến đó để mà mình biến thành đạo tràng đó. Thì những cái trường hợp đó đó là không có biết về cái khả năng hoặc là cái bản thân của mình. Còn đối với cái người mà biết đó, thì quý vị thấy rằng ở trong Đức Phật đó, trong lời dạy của Đức Phật đó, Đức Phật nói cái chỗ đó nên tránh, cái chỗ đó nên tránh. Mình không phải là mình không thương những người đó, không phải là mình không thương những người đó. Nếu mà những người đó khi mà người ta cần đến để mà người ta hỏi pháp, hoặc là người ta xin nương tựa cái gì đó, thì mình cảm thấy cái khả năng của mình, cái khả năng của mình được, mình đủ khả năng thì mình giúp, còn mình không đủ khả năng thì thôi, chứ sao không giờ. Còn chứ không nên mà rời khỏi cái chỗ của mình mà đi đến những cái chỗ đó. Đối với tăng mà ly chúng tăng tàn thôi, hổ mà lìa rừng thì hổ cũng bị dân nó bắt thôi. Thành ra một người mà người ta biết có cái sự tri kỷ này, biết về cái bản thân của mình, thì sẽ làm được cái việc này, làm được cái việc kia. Còn nếu mà mình không có hiểu rõ về cái bản thân của mình, mà mình đụng ở đâu sở trường sở đoản gì mình làm lẫn lộn qua lại với nhau đó, thì coi như là nó sẽ tổn hại cho cái bản thân của mình. Thứ tư là tri độ mắt tăng nhúc ta, biết độ lượng trong việc thọ dụng, khi ăn rồi khi mặc rồi biết có sự tiết độ. Ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của mình, cũng như chúng tôi nhớ một cái câu nói của cái vị thiền sư nói, cây mà mình vô phân rồi mình tưới nước nhiều quá đó thì nó cũng chết. Mà đối với cái cây mà mình không có vô phân, mình không có tưới nước thì cái cây đó nó cũng chết. Nhưng mà nếu mà mình làm vừa đủ, coi như là vừa đủ phân vừa đủ nước thôi, thì cái cây đó nó sẽ sống tươi tốt. Nó thì đối với con người của chúng ta cũng vậy, bất cứ một cái chuyện gì ở trong cái cuộc sống của mình, mình có biết cái sự độ lượng ở trong đó, mình thọ dụng vừa đủ, thì coi như là mình sống nó sẽ tốt. Đối với cái chuyện mà mình thọ dụng cái thức ăn cũng vậy, quý vị thấy rằng vua Bá Xê nó đi sau khi mà thực hành theo cái lời của Đức Phật dạy, coi như là ăn chậm ăn kỹ ăn ít, ăn chậm ăn kỹ, ăn chậm rồi nhai cho kỹ rồi ăn ít, nhờ như vậy mà nó tiêu quá tốt. Mà hãy mà nó tiêu quá tốt quá thì cái có sẽ nó sẽ có cái sức khỏe đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà vua Bát Xê nó đi mà thực hành theo cái lời của Đức Phật dạy rồi đó, thì ông vua ông hoan hỷ quá, chạy lại ông nói với Đức Phật, chẳng những Đức Phật dạy những cái pháp mà để mà đoạn trừ phiền não,
những cái pháp đoạn trừ phiền não. Mà đối với cái cơ thể khoa học sinh học này mà Đức Thế Tôn cũng chỉ được nữa, cũng dạy được nữa. Thành ra quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật giống như là những cái phương thuốc, phương linh diệu dược. Đức Phật giống như là một cái vị, bây giờ mình nói Đức Phật là một cái vị bác sĩ cũng được. Mình có bệnh, mình có bệnh về thân, bệnh về tâm, bệnh đó, Đức đi, nếu mà chúng ta có duyên lành mà chúng ta gặp được Đức Phật, Ngài cũng trị bệnh cho chúng ta được. Bệnh về tâm hay là bệnh về thân gì, Ngài cũng trị được. Bởi vì là chúng ta thấy rằng Đức Phật giống như là một bậc thầy. Lời dạy của Đức Phật giống như là những cái phương linh diệu dược, có nghĩa là những cái phương thuốc, mà những cái bài thuốc mà coi như là có cái tác dụng rất là hiệu nghiệm, rất là tốt đó. Thì trở lại với cái pháp tri độ mấy tên chúng ta, có nghĩa là mình biết cái độ lượng khi mà mình thọ dụng bất cứ một cái gì ở trong cái cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta thọ dụng sao mà nó vừa đủ cho chúng ta thôi, vừa đủ ấm, vừa đủ no, vừa đủ để mà cũng như là chúng ta nhớ cái câu mà vừa đủ để nhàm chán đó. Thành ra đó, cái sự tri độ có nghĩa là biết độ lượng, chúng ta cũng không để cho con người của chúng ta nó quá thiếu thốn, mà không để cho con người của mình nó quá dư thừa, mình có chừng có mực đó. Rồi cái pháp thứ năm là tri thờ, Kalanyuta. Mình biết phân bố cái thời gian thích hợp để cái giờ nào làm cái việc nào, cái giờ nào nên làm việc, cái giờ nào mà mình nên nói chuyện. Cái điều này chúng tôi thật sự ra quý vị biết không? Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi có những cái mình cũng rất là buồn, có những cái mình rất là buồn. Tại vì có những vị khi mà thuyết pháp bình thường tới cái giờ quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Tôi thấy trên màn hình nó giống như hồi bữa rồi. Mong sao mà còn 15 phút nữa đừng có bị rớt đường nét. Mấy tuần trước thì rớt tiếp, tới ngày giảng là rớt nét rồi. Cái sự tri thờ này nè quý vị, có nhiều người quý vị biết rằng chúng tôi những cái lần mà chúng tôi đi thuyết pháp, quý vị biết rằng chúng tôi đâu phải thuyết mà cho hết thời gian quý vị. Mình thuyết bằng cái tâm tư của mình. Mình muốn người nghe, người ta nghe những cái điều nào mà người ta chưa từng nghe. Ví dụ như quý vị thấy rằng tuần trước chúng tôi giảng về Itiwataka đó, là kinh Đức Phật tự thuyết đó. Quý vị thấy rằng chúng tôi cũng bỏ một cái thời gian ra rất là nhiều, có nghĩa là mình tìm coi tại sao mà trong những cái bài kinh kia đó, những bài kinh khác đó, thì ở trong đó được mở đầu bằng cái câu là như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trú tại Sa Quách Thi hay là Kỳ Viên Tịnh Xá đồ này kia, nhưng mà ở trong cái bài Ý Tí Quý Tá Cá đó mà chúng tôi giảng thì lại là Đức Phật đã nói như vậy, Bậc A La Hán đã nói như vậy. Chúng tôi thấy mở đầu là chúng tôi thấy ủa sao lạ quá ta, ủa sao không lẽ những cái bài kinh này đó, tại sao mà nó có cái sự khác này. Thì có những người chúng ta cho trời ơi cái chuyện này là chuyện nhỏ, chuyện này là chuyện nhỏ, hồi xưa cứ thuyết vô ở trong cái phần mà cái bài kệ đó đi, còn cái chuyện mà mở đầu Đức Phật đã thuyết như vậy, Bậc A La Hán đã thuyết như vậy kệ, còn ở chỗ kia người ta nói rằng là ở kia người ta mở đầu bằng như vậy tôi nghe thì cũng kệ, mình chỉ thuyết vô cái phần chính của cái bài học. Chúng tôi không chịu quý vị, chúng tôi không chịu, chúng tôi đi tìm. Thì khi mà chúng tôi tìm ra đó, chúng tôi mới biết được là ở trong cái đoạn kinh này nè, Ý Tí Quý Tá Cá này nè, tại sao đa phần là các cái bài được nói đến là Đức Phật đã nói như vậy, Bậc A-la-hán đã nói như vậy, là có nghĩa là cái nàng Khúc Chú Tá Ra đó mỗi ngày đi vào
ở trong cái chỗ giảng đường nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng rồi mới về nghe và nhớ cho kỹ, rồi mới về ở trong cung điện để nói lại cho hoàng hậu Samawati nghe cùng với 500 cung nữ ở trong đó nghe. Thành ra đó mới mở đầu là Đức Phật đã nói như vậy, bậc A La Hán đã nói như vậy. Thì quý vị biết rằng chúng tôi thì khi mà tìm được cái đó mình vui, quý vị nào mình rất là vui. Mà có những người ta nói có gì đâu mà vui, bởi vì nhiều khi mình thấy nó khi mà có những cái điều á mà mình nói với cái người mà không hợp á, cái người mà không hợp á thì nó coi như là nó chật lất à, nó không có đâu nhào đâu hết đó. Trong khi mình đi tìm ra được cái đó mình vui à, mà người ta nói có gì đâu mà vui à, thì cái bài này thì mở đầu như vậy, bài kia mở đầu như vậy, nhưng mà cái mà mình tìm ra đó, mình tìm ra là tại sao nó là như vậy. À, tại sao nó là như vậy thì mình tìm ra được cái điều đó, nó cái nguồn đó mình vui chứ quý vị à, mình vui chứ đó. Mà có những người ta nói có như vậy mà cuộc sống cũng vui đó. Rồi quý vị biết rằng khi mà mình tìm ra được những cái điều đó đó, mình ngồi mình trình bày á, mình trình bày, mình ráng hết sức mình trình bày, ta ngồi dưới ta kể, ta ngồi dưới ta hỏi à, chủ nhật tới có đi không, chủ nhật tới có đi 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 không? Chúng tôi nói trời ơi, bây giờ mình ráng mà mình ngồi mình trình bày nào, mình giảng mà không chịu lo nghe mà lo hỏi chủ nhật từng tớ có đi đâu không đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái đó là không có biết về tri thờ, không có biết phân bố cái thời gian nó thích hợp. Một chút mà ra hoài rồi đó, mình ra hoài mà mình học xong rồi đó, mình đi ra hoài xong rồi thì trời ơi, lúc đó mình hỏi chủ nhật này, chủ nhật của năm sau hay chủ nhật của tháng tới thì cũng được, đâu có sao. Còn bây giờ, bởi vì chúng tôi mới nói rằng á, mình có cái sự tu tập với quý vị, là mình có cái sự tu tập đó thì mình mới biết được là mình ngăn được cái phiền não đến cỡ nào, là mình ngăn được cái phiền não đến cỡ nào. Quý vị thấy không, mỗi lần mà thí dụ như chúng ta mà gặp nhau ở bên trường thiền hoặc là ở ngoài sân bay đó, mà lâu ngày mà chúng ta không gặp nhau đó, mà lúc đó mà chúng ta gặp nhau ở giữa một cái chỗ nào đông người á, quý vị thấy không, nhất là cái người Việt Nam mình á là la lên liền, la quá trời, như là la lên mừng gặp cái người đó. Nhưng mà trong khi đó khi mà mình la lớn vậy rồi đó, cái mình ngó lại mình thấy mọi người xung quanh đang ngó mình. À, người ta ngó mình. Thành ra quý vị thấy rằng mấy lần mà chúng tôi đi ở sân bay á, quý vị biết không, mấy người kia người ta hỏi mà người ta hỏi chúng tôi á, mấy người đó sao ở đây mà sao mình thấy xung quanh chỗ mình á, nhưng mấy người xung quanh chỗ mình giống người Việt Nam quá đại đức. Cái chúng tôi mới nói đừng có thắc mắc, lát mà thấy ai mà không có ship hàng á, ai mà không có ship hàng mà vừa đi mà vừa nói lớn tiếng á, là biết người Việt Nam à. Cái lát cái mấy người đó người ta thấy đúng y luôn à, đúng y vậy luôn. Thì chúng tôi mới học, người ta mới nói người ta biết không, ủa sao sư anh quá vậy, nói à, không phải tại cái này mình để ý biết, mình biết rồi đó. Có nghĩa là thật sự ra đó có nhiều khi là do mình không có chịu tu tập, không có chịu rèn luyện. Nhiều khi cái miệng mình muốn nói ra lắm, nhưng mà mình có nhiều khi mình phải lấy tay mình bịt cái miệng lại. Chúng tôi cũng đã từng trải qua như vậy quý vị đó. Rồi thành ra đó nhiều khi là mình phải ráng cho quý vị nghĩ đi, trời ơi, những lần mà chúng tôi mà đi qua bên cái trường thiền á, quý vị biết gặp lại những cái vị sư mà đã từng giúp mình về cái chỗ ở, cái chỗ ăn, rồi thông dịch đồ này kia. Quý vị biết rằng gặp những cái vị đó, mình mừng lắm quý vị. Mình mừng lắm quý vị. Thành ra khi mà mình ngăn lại cái sự mà hỏi thăm á, nó khó lắm. Nó khó lắm. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng mình phải ráng mình kiềm. Chứ cái trường thiền ra mình cứ hỏi, trời sư qua đâu nào vậy, sư khỏe không, rồi mình hỏi vậy xong ta tu, rồi cái vị hành giả xung quanh ở đó đâu nữa đó, rồi bắt đầu rồi người ta ghi lên cái câu nữa, giữ im lặng trong khi đi kinh hành rồi nữa, mất công. Mình đã từng nhìn những cái câu đó rồi. Thì ở đây á, chúng tôi mới nói là cái sự
Có nghĩa là mình biết phân bố cái thời gian thích hợp, cái thời gian nào mình giải hỏi đi, mình hỏi cho đã, mình hỏi cho đã, rồi cái thời gian mà người ta học thì mình để người ta học, cái thời gian mà hành thiền thì mình để cho người ta hành thiền. Mình cứ nghĩ đi, thì bây giờ người ta giỏi người ta hành được tiếng, mình dở mình hành 15 phút thôi, 1/3 cái thời đó cũng được đó. Thì mình phải biết phân bố cái thời gian nào. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với cái đời sống Đức Phật cũng dạy cho chúng ta cái thời gian nào nên hành thiền, cái thời gian nào mình đi kinh hành để thay đổi quan nghi, rồi cái thời gian nào để mà mình đi đảnh lễ bảo tháp. Quý vị thấy rằng các vị trưởng lão ở trong thời xưa cũng vậy, mà ở trong thời nay cũng vậy, các vị cũng dạy cho chúng ta. Đâu phải là quý vị thấy rằng mình đi đảnh lễ xá lợi, đảnh lễ bảo tháp, thờ xá lợi Đức Phật, muốn đi giờ nào cũng bị. Chúng ta nhiều khi chúng ta phải đi ở trong cái thời gian mà nó sáng sớm ít người, mình đi lên đó mình đảnh lễ rồi mình mới ngồi mình quán tưởng. Khi còn tại tiền, con không đủ duyên lành để gặp Ngài, nhưng mà hôm nay cũng còn một chút duyên lành là gặp được xá lợi của Đức Thế Tôn đang còn tôn trí ở tại bảo tháp này. Thành ra hôm nay con xin thành kính đảnh lễ, xin thành kính quy ngưỡng về xá lợi cái nhục thân của Đức Thế Tôn, vân vân. Nói chung là chúng ta đi đảnh lễ rằng là chúng ta vậy, chứ đâu phải là chúng ta lên là chúng ta cuốc một hồi rồi hộ trì mình về mình khỏe mạnh được. Cái chuyện đó nó đâu phải, quý vị. Có nghĩa là do mình phải có sắp xếp một cái thời gian nào đó, nó thích hợp cho mình. Còn cái người cư sĩ thì khác, quý vị. Cái người cư sĩ thì giờ sao mà mình rủ người ta đi sáng sớm được. Cái người cư sĩ là quý vị thấy rằng là họ sáng họ dậy, họ phải lo cho chồng phải lo cho vợ phải lo cho chồng, rồi vợ chồng phải lo cho con, rồi nhiều khi mình còn cha mẹ chồng, cha mẹ vợ gì đó, mình phải lo tùm lum tá lả đó, lo đủ thứ người hết á. Thành ra đó, cái vị sư, cái vị tu sĩ vào cái buổi sáng dậy để mà đi đảnh lễ xá lợi, ngồi quán tưởng như chúng tôi vừa nói, mình không có duyên, không có phước gặp được Đức Thế Tôn ở trong thời Ngài còn hiện tiền, nhưng mà bây giờ mình còn chút duyên lành gặp được xá lợi của Ngài, mình lên mình đảnh lễ rồi mình ngồi mình quán tưởng, mình biết cái dòng sanh tử luân hồi này nó là như vậy đó. Đó thì đối với cái tri thờ mình biết mình là cái vị sư thì đi vào cái thời gian học. Còn cái người cư sĩ sáng ra đó thì phải để người ta sắp xếp lo công chuyện gia đình, công chuyện làm ăn, công chuyện kiếm lúa, kiếm tiền, kiếm gạo gì rồi xong rồi, rồi người ta mới để dành lại một tranh thủ một chút thời gian để mà người ta đi đến, người ta đảnh lễ bảo tháp. Còn mình nhiều khi mình là vị sư mình không biết sáng sớm là coi như là sáng sớm là người ta chưa có bật ra khỏi giường, rồi mình điện thoại ầm ầm vô, rồi mình kêu đi đảnh lễ cho có phước, đi đảnh lễ Đức Phật cho có phước, rồi mình kêu bà vợ, rồi ông chồng ông làm cả ngày, rồi đêm ngủ chưa có đã, rồi nghe cái chuông điện thoại nó reo, rồi người ta bực mình, rồi người ta chửi vợ người ta, hoặc là vợ người ta chửi chồng ta, đủ thứ, quý vị. Thành ra thật sự ra đó, mình dù cho mình ở đời hay là ở đạo thì cũng vậy, ở ngoài đời hay là ở đạo gì, ở trong đạo gì cũng vậy, mình cũng phải có cái sự tri thờ. Tri thờ này là quý vị thấy rằng tri thờ này được nói nhiều lắm, quý vị. Rồi cái tri thờ này quan trọng nè, cái tri thờ nữa nè. Bây giờ ở trong cái cuộc đời của mình phải nhắm cái thờ nay đó, ở trong cái cuộc đời mình là mình đã 60 năm cuộc đời rồi, hay là 40 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời gì đó, thì mình phải canh ra coi cái tuổi thọ của mình nó như thế nào. Tuổi thọ đời nay thì đối với bản thân của chúng tôi nghĩ là chắc sống cỡ chừng mười mấy năm nữa là cùng. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà mình biết như vậy đó thì mình phải lo mình tạo phước, cái phước nhỏ phước lớn gì đó, phục vụ hay là cung kính, hay là cái phước mình hành thiền, hay là cái phước mình bố thí gì đó, mình cũng phải ráng mình tạo. Thì mình cũng phải biết cái phân bố thời gian này nó rất là quan trọng, quý vị.
Còn bây giờ thí dụ như là những vị chú tiểu mà giới tử, thì bây giờ người ta vô, người ta tập tu, thì những người đó, những cái chú tiểu giới tử đó thì học hai phần rồi hành một phần thì cũng là đúng rồi quý vị. Còn giờ quý vị cũng như có những người mà chúng tôi thấy rằng là 80 tuổi đời rồi, 70 mấy tuổi đời rồi mà giờ còn đòi đi học, mà đòi đi học học cái gì? Không lẽ là mình nói chung á, thì đối với cái sự học á, mình ngăn cản á, nó ngăn cản người ta rất là nguy hiểm. Nhưng mà giờ hỏi quý vị cái trường hợp đó bây giờ hồi nhỏ sao không học đi, hồi nhỏ sao không học đi, bây giờ 80 rồi, bây giờ bảy mấy 80 rồi mà bây giờ học cái gì quý vị? Những cái tuổi đó đó mình phải biết tri thờ, có nghĩa là bây giờ rồi một ngày coi như là mình ngủ 8 tiếng, vệ sinh đồ này kia cho 6 tiếng thì là 14 tiếng, hay là mấy tiếng đi là còn lại 12 tiếng. Hiện giờ mình học 6 tiếng, mình hành 6 tiếng đi. Đó là tại vì cái tuổi này nó là coi như là nó chuẩn bị rồi, Diêm Chúa đang chờ người rồi. Thành ra chúng ta phải một này với một kia, một học một hành. Đó, còn nếu mà bây giờ đó mà chúng ta mà vượt qua cái tuổi đó luôn là coi như là toàn bộ là để dành, toàn bộ là để dành, nằm ở đó ngồi ở đó mà bút thô đi, là có nghĩa là hành đó, có nghĩa là ngồi niệm Phật đi. Đó, còn đó thành ra đối với cái sự tri thờ này đó, chúng ta cũng nó rất là quan trọng, nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải phân bố cái thời gian nó thích hợp. Đó, nhưng mà cái chi pháp này phân tích ra nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì không có kịp để chúng ta bước qua cái chi pháp thứ sáu là tri hội. Có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là mình biết cái hội chúng, chỗ mình đến, cái chỗ mình đi đến, cái chỗ mình, cái hội đó là sa môn hay là bà la môn, hay là cái hội chúng thương gia, hội chúng gì đó, mình phải biết được cái hội chúng này, mình vô đây là cái gì, mà mình ngồi chỗ nào, mình nói cái gì cho nó thích hợp. Đó, quý vị, cái điều này á nó cũng rất là quan trọng. Thật sự ra đó, ở trong cái đời sống, ví dụ như có những người ta nói mình người tu mà sợ gì, người tu phải sợ nhiều hơn quý vị. Cái người mà người đời á, người ta không biết gì á thì người ta nói gì cũng được, người ta nói gì thôi, bắt quá có lỗi thì người ta xin lỗi thôi. Còn mình á, đối với cái đời sống mà mình nói là mình đã từng tu với vị hòa thượng này, đã từng tu tập ở hội chúng này, đã từng tu tập ở hội chúng kia, mà bây giờ mình vô đó mà tối ngày mình xin lỗi người ta hoài là sao, là sao quý vị? Thành ra nó sẽ trái ngược, người ta thấy rằng cái giáo pháp này nó không phải là cái phương linh diệu dược, tại vì ngày mình cũng xin lỗi người ta hết, ngày nào mình cũng xin lỗi hoài hết, sao mà gọi là cái mình đi học cái lời dạy mà gọi là phương linh diệu dược đó. Thành ra tri hội chúng ta cũng biết cái chỗ của chúng ta, cái chỗ nào mình nên ngồi, cái chỗ nào mà mình nên có ý kiến, cái hội chúng đó là cái hội chúng đó như thế nào mà mình có ý kiến quý vị. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta đi đó, bất cứ ở trong cái chỗ hội chúng nào, mình không phải là mình cúi đầu, mình đi bằng hai cái đầu gối, nhưng mà mình phải sống sao mà cho nó thích hợp, sống sao mà cho nó thích hợp. Quý vị thấy quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh mà chúng ta học trong những cái năm trước đó, các vị đệ tử của Đức Phật vào buổi sáng khi mà đi khất thực đó, cái thời gian còn dài, thành ra các vị cũng đi qua bên ngay chỗ ngoại đạo, cũng qua bên chỗ ngoại đạo, rồi ngoại đạo nó hỏi này hỏi kia, biết trả lời, còn không biết về hỏi Đức Phật. Thành ra quý vị thấy rằng đâu phải là mình không đi vô mấy hội chúng đó đâu, đâu phải là mình không đi vô hội chúng đó, vẫn đi, nhưng mà mình đi vô trong đó đó, mình biết cái nào mà mình nên làm, cái chỗ nào mình nên ngồi, cái lúc nào mình nên trả lời, còn cái lúc nào mà mình không nên trả lời thì mình không trả lời. Một người mà biết như vậy đó mới gọi là
có cái sự tri hội bởi đi sanh chúng ta đó. Rồi cuối cùng chi pháp thứ bảy là tri bỉ. Tri bỉ có nghĩa là biết rõ cái cá tính, cái trình độ của từng người mình tiếp xúc, quý vị, từng người mình tiếp xúc đó. Cũng như có những lần chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, nếu mà gặp được những cái vị sư bạn mà có học đàng hoàng rồi có hành thiền đàng hoàng, thì quý vị biết rằng đó, khi mà tâm sự với những cái vị đó, mà ngồi nói chuyện với những cái vị đó đó, ví dụ như nó sư học có cái chữ gì đó nó hay á, ví dụ như một cái chữ pháp mà nó có mấy nghĩa, rồi cái chữ gì nó có mấy nghĩa, thì sư chịu khó sư chép lại, mai mốt sư cho tôi xin cái tài liệu đó. Rồi khi mà mình bàn về cái chuyện mà thí dụ như ở bên Thái Lan thì cũng còn những người sau khi mà người ta học rồi, người ta vào ở trong rừng để mà người ta hành thiền đồ này kia, hoặc là những cái tăng ni sinh ở bên Miến Điện, sau một thời gian học rồi thì ở nhà trường người ta cũng dành ra một cái thời gian nghỉ hè, trước hè hoặc là sau hè gì đó, để cho mấy vị này vào ở trong một cái khu rừng. Một cái khu rừng thì rừng đó là rừng thiệt, nhưng mà được cái sự bảo trợ của nhà trường và chính phủ, thành ra mình vào trong đó mình tu giống như là các vị mà ngày xưa vậy đó, giống như các vị mà ngày xưa mà không có chùa mà vô rừng tu á, là tự ở trong đó là mình sẽ sắp xếp cái đời sống của mình. Người ta chỉ có sáng là mình đi đến cái bìa rừng để mà mình nhận cái thức ăn. Sau khi nhận thức ăn rồi mình đi vô ở trong rừng, mình tự xử lý, mình ăn rồi mình xong rồi mình rửa, mình úp bát như thế nào đó, rồi cái chỗ ở của mình làm như thế nào đó, thì trong 10 ngày, 15 ngày hoặc 1 tháng, rồi sau khi mà tu tập xong rồi đó, thì các vị đó cũng như là khi mà ngồi mà nói chuyện với nhau á, mình mới hỏi thí dụ như giờ sư sau khi mà sư nói chuyện với tôi giờ, khi mà mình vừa dứt câu chuyện thì sao, thì cái vị đó nói thì quay về nhìn cái tâm của con thôi, con quay về con nhìn cái tâm của con lại thôi, để Đức hỏi nữa con trả lời, còn để Đức không hỏi con quay về với cái tâm của con thôi. Thì quý vị biết rằng á, mà nói với những cái vị á mà vừa có cái sự học đàng hoàng, học giáo lý đàng hoàng, rồi có cái sự hành đàng hoàng á, thì quý vị biết rằng khi mà ngồi nói chuyện á, tức phi chúng tôi gặp những cái vị đó là quý vị biết rằng là coi như là thậm chí mà nói chuyện điện thoại luôn á, mà cũng là 3-4 giờ sáng. Tại vì mình cảm thấy á, một người nói, một người nghe, và có cái sự mà cũng như là chia sẻ thật sự, chứ không phải mà nói hôm qua con hành thiền con thấy con đang bay từ cái ngọn núi bên này qua ngọn núi bên kia, đồ thấy những cái chúng sanh đó nó la ó ở trong bóng đêm đồ này kia thôi. Thì thật sự gặp mấy người đó, quý vị biết rằng là chúng tôi coi như là chúng tôi bái tổ, chào thua, có nghĩa là những vị đó là quá cao rồi, không có thấy học cái gì hết đó, mà hành thiền mà thấy là mình bay từ núi này qua núi kia, rồi khi mà đang bay như vậy đó, rồi thấy ở dưới bóng đêm có những chúng sanh đang la quằn quại trên đau khổ luôn này kia, là khi mà mình nghe những người đó nói là biết rằng á, thậm chí á, chúng tôi mà ngồi mà chúng tôi nghe những người đó mà người ta nói á, mà cỡ chừng mà 1-2 tiếng đồng hồ á, thì quý vị biết rằng mai mốt mà gặp lại những người đó thì người ta cúng cho mình cũng rất là nhiều nha quý vị, nhiều tỉnh tài á. Nếu mình chỉ cần chịu khó nghe thôi, nghe và ừa là quý vị biết rằng là coi như là mình được tôn vinh dữ lắm á. Nhưng mà chúng tôi không dám nghe quý vị, không có dám nghe, chứ là mình nghe nó hơi chói lỗ tai quá, thành ra lúc đó là mình đó là tạm biệt thôi, mình chia tay mình tạm biệt thôi, chứ mình không có dám nghe nhiều. Thành ra đối với tri bỉ có nghĩa là khi mà mình tiếp xúc với nhau đó, mình phải biết cái trình độ của từng người. Thì mình có nhiều người ta nói rằng tôi biết được cái khả năng, cái trình độ người đó đâu có quý vị. Khi mà mình tiếp xúc với người ta, mình có cái sự chăm chú,
mình nghe người ta nói, hoặc là mình nhìn người ta làm, hoặc là mình nhìn cái cách đi của người ta rồi này kia, mình biết chứ ít mình đón là mình biết mình đón. Quý vị biết rằng trong cái cuộc lễ chứ, là trong cái cuộc lễ chúng tôi nhìn người chúng tôi biết hết, là mình nhìn người mình biết, quý vị mình biết cái người này là làm trong bếp nè, cái người này là sẽ chạy những cái công việc nó xung nó cần chạy nhanh, tại vì cái người bảy chạy tới chạy lui lo cho chư tăng đồ được, hoặc là lo cái công việc, thí dụ như giờ người ta đang cầm micro mà hết pin, mình kêu cái ông đó là ông chạy nhanh, ông chạy ông thay được. Còn mà mình kêu mà không đúng người, người ta cứ hỏi pin đâu rồi thay làm sao, mà con không dám lên thay đâu, đó trên nó đông lắm, mình sợ lắm, là một lát là mình coi như là mình bực mình là nó hư việc nữa. Thành ra đó cái tri bỉ ở đây hút cái lá, có nghĩa là mình phải biết cái trình độ của cái con người đó, để mà mình có cái cách giao tiếp, hoặc là mình xử lý trong cái công việc, hoặc là trong cái sự tu tập của mình, trong cái sự tu tập của mình. Quý vị thấy rằng cái điều mà cái chi pháp mà gọi là tri bỉ này, nó cũng rất là cần cho tất cả những cái người dù cho xuất gia hay là tại gia cũng vậy. Chúng ta cũng ở đây cũng nói một cái điều ví dụ như quý vị thấy rằng đối với các vị sư và Phật tử rồi thì kia, mình hiểu cái cá tính hoặc là hiểu cái trình độ của người đó để chi, để có lúc thì mình cần góp ý thì mình góp ý, có lúc thì mình cần tán dương thì mình tán dương, chứ nếu mà mình không có cái pháp này, lúc nào giữa hội chúng mình đem họ ra mình la sùm, thì nếu mà gặp cái người mà cái cá tính của người ta nóng nảy thì làm sao mà người ta chịu được đó. Thành ra đó, đối với cái tri bỉ này rất là cần cho chúng ta, chứ không phải là chỉ cho người tu không nha, người đời cũng vậy, người tại gia hoặc là người xuất gia gì cũng vậy, cũng phải có cái pháp tri bỉ này. Vậy thì bảy cái pháp này là bảy cái pháp gì? Bảy cái pháp khó thể nhập Đức Bát Tí Vít Cha Tham Ma, khó thể nhập, nhưng mà nếu mà chúng ta thể nhập được rồi thì chúng ta sẽ trở thành một cái bậc chân nhân, một cái bậc mà coi như là nếu mà ở trong cái thời nay đó, quý vị thấy không, ở trong thời nay nếu mà chúng ta có một cái vị sư hay là có một cái người cư sĩ mà có bảy cái pháp này, chúng ta thấy quý không? Rất quý, vị quý hơn những cái báu vật ở trong thế gian này. Nếu mà ở trong thời nay, người nào mà có tri pháp, tri nghĩa, tri kỷ, tri độ, tri thờ, tri hội, tri bỉ, thì coi như là chúng ta thấy rằng quý, rất là quý. Nhiều khi quý vị thấy rằng chúng ta thấy rằng những cái báu vật thật sự ra mình thấy nó quý theo thế gian thôi, chứ nếu mà chúng ta ở gần những có bảy cái đức tính này coi, chúng ta thấy rằng là giống như chúng ta có cả thế giới này trong tay, hỏi pháp cũng biết, sống thì không có bị cái sự mà không có bị cái sự va chạm, không có bị cái sự cọc cằn, không có bị cái sự thô lỗ, vân vân. Chúng ta thấy rằng nếu mà bây giờ đó, quý vị mà sống ở trong cái hội chúng mình, có cái người mà có bảy cái pháp này, là bảy cái pháp này quý vị thấy rằng tại tôi nó quý hơn vàng, quý hơn hột sòn. Tại sao? Vàng với hột sòn có khi mình còn bị phiền não do mất, hoặc là do mình phải giữ đồ này kia. Còn mà mình sống mà gần mà một cái vị mẹ pháp này quý vị thấy rằng quý vị hỏi về pháp, hỏi về nghiệp, quý vị hỏi về cái khả năng đối xử, hoặc là quý vị hỏi về cái cách sống vân vân, quý vị hỏi cái gì những cái vị này cũng có thể cho quý vị hết. Mà quý vị ở gần những vị này giống như là mình ở gần một cái dòng suối mát vậy đó. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là bảy cái pháp này khó thể nhập, khó có được, và hễ mà có được là trở thành một cái bậc chân nhân, một cái khả kính khả hỷ đối với ai mà ở gần một cái người nào đó mà có bảy cái pháp này. Thành ra đó chúng ta khi mà chúng ta biết được những cái pháp này đó,
thì chúng ta cũng phải ráng làm sao mà mình cũng có một cái pháp nào ở trong đó, ở trong tâm của mình. Mình thì không có toàn vẹn, mình không có toàn vẹn được, nhưng mà mình cũng cố gắng mình học, rồi mình thực hành theo. Mình chưa, có nghĩa là mình chưa có thành tựu, mình chưa có, nhưng mà mình ít nhiều gì mình cũng đang đi theo, ít nhiều gì chúng ta cũng đang đi theo. Cũng như chúng ta chưa phải là cái tiệm bánh, cái người mà biết làm ra bánh, nhưng mà chúng ta cũng đang đi học làm bánh thì cũng đỡ. Chúng ta cũng biết cách làm bánh rồi thì nó cũng tốt, quý vị. Thì chúng ta chưa có đạt được cái pháp này, nhưng mà chúng ta đang đi theo, chúng ta đang hành theo cái pháp này thì cũng tốt, mà rất là tốt cho cái cuộc đời của chúng ta. Vậy thì kính bạch chư tăng, kính sư quý vị, đối với cái bài pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, cũng vừa đủ với thời gian và chi pháp, nên xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và cũng xin chi phước này đến quý cô tu nữ, các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nha cả thải. Nam mô Bụt Thà. Sao thú kính trường đến pháp tích. Đang ở trước máy xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thơ luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tu sĩ, thượng tọa dường như thượng tọa tu sĩ không có mặt ở trước máy. Thì tòa pháp tinh, thì tòa pháp tinh có mặt ở trước không? Nếu mà thì tòa pháp tinh đang có mặt ở trước máy, thì tòa trả lời cho câu hỏi. Thì tòa pháp tinh ở đây chúng ta thấy rằng có hai pháp là tri độ và tri lượng, tri độ và tri thời, và tri độ và tri thời. Ví dụ như một vị pháp sư, một đề pháp có mà biết phân chia cái thời gian thích hợp với bố cục, không có trường hợp ở đầu voi đuôi chuột, tức là năm pháp đó, mình có cái thời lượng trải đều ra, nó vừa phải, nó không có pháp nào quá nhiều quá ít, thì cái đó chúng ta gọi là tri thời hay tri độ. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa pháp tịch. Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch chư tăng, điều này thì con nghĩ rằng khi mà mình biết mọi cái công việc sắp xếp phân chia thời gian, hay là phân chia một cái việc làm nào đó, chúng ta biết được việc làm trước, việc làm sau đó, thì phải nói là nó làm như vậy đó, thì khi mà mình làm như vậy tạo nên một cái sự dễ dàng mà nó tốt đẹp hơn. Có nghĩ rằng là một người mà mình làm cái công việc gì, mình biết với cái thời gian, biết với cái khả năng của mình, biết với cái khả năng của mình, khả năng mình có cái việc làm, mình làm cái việc đó được hay không. Nếu mà không được mà ráng cố gắng mình làm á, thì rõ ràng là nó cũng khó thành công thất bại. Cố gắng thì nếu mà mình không lượng được sức của mình, không lượng được khả năng của mình mà mình cố gắng mình làm, có nghĩa là mình không biết
không biết cái khả năng của mình, không biết độ lượng cho cái khả năng đó. Vấn đề mà mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ, hay là mình làm cái việc gì đó xem như là việc có lợi, việc tốt đi, nhưng mà bây giờ mình làm mà mình không có biết được cái cách làm đó, cái làm đó như thế nào, rồi là mình không từng tìm hiểu hay là không từng học hỏi để mà mình biết cái cách để làm. Ngay cả những cái người mà làm việc lần đầu tiên cũng vậy, mình phải tìm hiểu coi coi cái việc làm nó phải làm như thế nào, và khi mà mình làm như vậy thì mình tìm hiểu được hết tất cả các thứ, rồi mình nhắm lại cái khả năng của mình có mình làm được hay không. Khi mà mình tìm hiểu công việc rồi, tìm hiểu về cái khả năng của mình để mà mình quyết đoán cho cái công việc đó, mình cố gắng mình thực hiện, thì có nghĩa là họ biết độ lượng cho cái việc mà khả năng của họ. Vỡ lời, một người mà biết được mọi việc ở trong cái đời sống, khi mà mình tu tập cũng vậy, chúng ta biết rằng đường tu tập thì nó có nhiều cái việc, nó có việc, có thử thách, có trở ngại, có cám dỗ, có nhiều thứ. Thì khi mà mình biết là cái tâm của mình hướng đến những cái điều gì mà để rồi pháp bất thiện sanh khởi, thì mình cũng phải thấy rõ, biết rõ những điều đó. Chứ còn nếu mà mình không biết rõ ở đây là trong một cái việc sinh hoạt ở trong đời sống mà mình không biết như vậy, thì rõ ràng cái việc mà tu tập nó cũng khó, nó có nhiều cái trở ngại, thậm chí cũng bị thối lùi. Thì tôi nghĩ rằng khi mà mình chữ cái việc mà mình thấy rằng có khi đó người mà việc này làm việc kia, khi mà mình không có thực hiện được hoặc là mình bỏ xó với cái công việc đó, thì một điều đó là trong cái việc sinh hoạt hàng ngày, một bài pháp như mình nói Phật pháp cũng vậy, một bài pháp của một cái người nói pháp đi, thì mình biết với cái thời gian sắp xếp như vậy, thì con nghĩ rằng thí dụ như ngày xưa có thể nói rằng các vị tôn túc đó, chỉ dạy cho cái việc mà khi mà cái thời gian mà người ta cho phép, ban tổ chức người ta cho phép mình nói Phật pháp khoảng bao nhiêu thời gian, thì dù là 5 phút hay là 15 phút hay là nửa tiếng hay 45 phút hoặc là 1 tiếng, thì tùy theo một cái thời gian mà ban tổ chức người ta cho phép, mà mình biết sắp xếp với cái thời gian mà mình nói Phật pháp, mình làm sao mình lượng được cái thời gian 10 phút, 5 phút hay là 30 phút hoặc là 45 phút tiếng, thì mình cần phải nói cái đề tài gì, cần phải nói gì cho nó phù hợp, nói gì cho phù hợp và nói như thế nào cho nó. Nếu mà thời gian có ít thì chúng ta không cần phải phải nói nhiều, nói rộng, nói gì, mà trong thời gian có ít thì chúng ta cần phải nói có giới hạn ở trong cái thời gian đó. Thì như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà mình biết được với cái thời gian mà mình sắp xếp khi mà mình nói pháp, giống như thường gọi vừa nêu khi nãy đó, là đầu voi đuôi chuột hay là đầu chuột đuôi voi gì đó, thì rõ ràng là cái đằng trước cái gì nó phân bố với cái thời gian. Nếu mà là trong một thời pháp đó ý cho bao nhiêu thời gian chi pháp đó, thì mình làm sao mình chia cái thời gian đó. Thì con nghĩ rằng cái người đó họ cũng biết sắp xếp, hiểu được cái thời gian như thế nào là cần nói cái gì và nói làm sao để cho nó không có bị mất. Ví dụ như mình phân đoạn đầu nó dài quá,
mà đoạn sau nó ít đi thì nó cũng nó trở thành nó cái không hay, không hay, không đầy đủ của cái bài pháp đó. Thì ở đây con nghĩ rằng cái người mà biết sắp xếp như vậy thì có nghĩa là biết được vừa là mình biết được cái thời gian để mà mình sắp xếp, biết được cái thời gian để mà mình sắp xếp, biết được độ lượng phân chia trong cái việc sinh hoạt khác nữa, ăn uống ngủ nghỉ vừa chừng, rồi cái gì chúng ta thấy là thái quá thì nó cũng là bất cập, cái gì nó quá nhiều nó cũng không là tốt, và cái gì nó ít nó cũng không thể nào mà gọi là tốt, nó ở vừa chừng, nó ở vừa chừng. Mà cái bậc trí đó thì con nghĩ rằng cái người trí đó thì họ biết sắp xếp cho cái việc đó, biết sắp xếp cho việc đó, do là cái hiểu biết có một chút suy nghĩ rồi có một chút kinh nghiệm, thì khi trong mọi cái việc mà cả cái việc mà sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, rồi cái việc tu tập của mình làm sao như thế nào để rồi cái cuộc sống đời sống của mình nó có thể cân bằng, rồi mình có thể có cái sự tiến triển ở trong cái đời sống tu tập của mình, thì cái đó con nghĩ rằng những người đó họ cũng có biết sắp xếp độ lượng được cái khả năng, cái sức chịu đựng của mình, và cái việc mà mình có khả năng để mà mình làm cái việc đó hay không. Thì con nghĩ rằng dù sao đi nữa thì một vị mà nói Phật Pháp, nói Phật Pháp hay là như Thượng Tọa đã nêu ở đây đó, thì biết được cái thời gian để mà mình phân bố như vậy, có nghĩa là cái người đó họ cũng biết độ lượng cho cái việc mà phân bố với cái thời gian mà mình nói cho một cái thời pháp, và cũng đồng thời là cũng có cái biết độ lượng nó như thế nào, vừa là biết thời gian mà vừa là biết cái độ lượng, cái phân chia nó như thế nào, để cho cái thí dụ như là 15 phút thì mỗi một chi pháp nó là khoảng 3 phút bao nhiêu đó. Thì nếu mà một bà ba cái chi pháp thì nó lại có là 3 phút, 9 phút, thì còn những cái phút còn lại, ví dụ là mở đầu rồi cho đến kết luận, thì con nghĩ rằng cái cách sắp xếp như vậy thì cũng là làm cho một cái việc nói pháp của mình nó cũng dễ dàng hơn. Thì đây cũng là con nghĩ rằng vì người ta biết được cái khả năng, cái độ lượng, thời gian và phân chia như vậy là một trong những cái độ lượng, cái biết được, lượng phân chia như vậy, rồi người ta cũng biết được cái thời gian để mà người ta làm như thế nào cho nó đều đặn, cho nó vừa phù hợp với là những cái điều mà mình cần phải làm. Đó là một việc. Rồi còn cái đời sống thì con nghĩ rằng có nhiều thứ, và khi mà mình có được cái tri độ, biết độ lượng ở trong cái cuộc sống, kể cái việc tu tập của mình hay là đời sống của mình hàng ngày, hay hoặc là mình biết được cái việc làm đó nó thích hợp với cái thời gian như thế nào, giờ nào phải làm cái gì và nó thích hợp với thời gian, thì không lẽ là tạo được cái sự an lạc cho mình và cho những người chung quanh rất là nhiều. Có cái ý để chia sẻ liên quan câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Sa thú kính thưa Thượng Tọa, hy vọng Thượng Tọa Tiểu Siêu nghe được. Khi lại Thượng Tọa cũng cho biết rồi, Thượng Tọa nghe được nhưng mà vì dùng cell phone rồi phản ứng hơi chậm một chút. Và Thượng Tọa Tiểu Siêu, tại sao chữ tham má và chữ ác thá đấy? Chúng ta có khi dịch là pháp và nghĩa, và cũng có khi giải thích là nhân và quả. Xin Thượng Tọa giải thích điều này trên hai phương diện nghĩa và văn, tức là ngôn ngữ cũng như nghĩa của pháp. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Xin hỗ trợ thì có nghe được chúng tôi nói không?
Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thượng tọa chắc hẳn có nghe được rõ không ạ? Ồ, cảm ơn thượng tọa. Không hiểu tại sao hôm nay cái laptop nó bị tụt tắt hoài. Nó cứ ngắt. Cho nên chúng tôi sử dụng cái cell phone. Mà sử dụng cell phone thì mỗi khi sử dụng rất là nhân duyên. Bữa nay nó thay đổi cái giao diện khủng lạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trước hết trong hai cái ý nghĩa mà chúng tôi biên soạn ở trong quyển kho tàng pháp học, thì một ý nghĩa tri pháp tri nghĩa ở đây đó, thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi mà Đức Phật này giảng cho các vị tỳ kheo nghe bảy pháp này, thì Đức Phật nói đến một vị tỳ kheo tri pháp, tức là vị tỳ kheo đó thông suốt được cửu Phật giáo pháp, tức là biết rõ khí kinh, ứng tụng tạng đề giác, kệ ngô ba tha, ký thuyết quay gia karna, như thị thuyết cảm hứng ngữ, bổn sanh, vị tăng hữu, phương quán. Thường thì Đức Phật Ngài khi nói đến cái chữ thâm manh như ta đó, thâm du ta là tri pháp, thì Đức Phật Ngài nhắc đến ở chỗ đó. Và nói đến tri nghĩa đó, thì Đức Phật Ngài nói tiếp theo cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh là vị tỳ kheo không những thông suốt về cửu phần giáo pháp, chính phần giáo pháp, mà mỗi một lời lẽ, mỗi một pháp môn ở trong cửu phần giáo pháp khi được nói ra thì đó biết rõ ý nghĩa. Câu này có nghĩa như thế này, pháp này có nghĩa như thế này, vân vân. Do đó cho nên tri pháp tri nghĩa mà lấy theo cái ý đó, đó là dựa trên cơ sở kinh tạng. Còn nếu mà nói tri pháp tri nghĩa thamayuta và athayuta, và lấy trong cái nghĩa tri nhân tri quả là biết nguyên nhân và biết cái hậu quả của nguyên nhân, cái này là lấy theo chú giải. Ở trong chú giải có giải thích cái chỗ đó, chú giải cũng vậy, cũng có nói đến, cũng có đề cập đến tri pháp như chúng tôi vừa trình bày và tri nghĩa như vừa trình bày. Nhưng mà ở đây trong chú giải còn thêm hai cái nghĩa nữa, tức là chỉ cho biết rõ nhân và biết rõ quả của nhân. Trong trường hợp này chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Trên phương diện từ vựng đó, thì thamayuta là tri pháp,
Anh thay như ta là chi nghĩa, bình dự tham á là pháp, mà tha là ý nghĩa, là nghĩa lý. Nhưng mà chúng ta xài nhân quả đó là chúng ta xài trong cái nghĩa bóng. Bởi vì khi mà mình biết pháp là biết ý nghĩa của câu pháp đó, cho nên ở đây cũng có thể hiểu rằng là khi làm cái việc gì, tạo cái nhân gì thì biết rõ cái nhân đó nó sẽ đưa đến cái hậu quả đó. Nhân thiện, nhân bất thiện nó sẽ đưa đến quả tốt, quả xấu. Còn tri nghĩa tức là tri quả đó, tức là khi đang cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả, tức là đời sống này bị cảm thọ như thế nào, gặp cái trường hợp gì, thì vị đó biết rõ cái này là quả của nhân kia, thì biết nhân biết quả đó, tri nhân tri quả cũng được xem như là tham bên như ta và át thay như ta. Về mặt văn bản từ vựng thì nghĩa chính xác là Đức Thế Tôn Ngài đã dạy ở trong kinh đó. Nhưng mà nếu nói về vấn đề tri nhân tri quả mà nói theo cái cách của chú giải thì ở đây chúng ta cũng không có khó khăn gì để chúng ta hiểu. Có một vài trường hợp đó, thưa quý vị, vẫn xài cái chữ tham ma là nhân như thường. Thí dụ như quý ba ca tham ma, tức là những cái pháp quả. Quý ba ca tham ma tức là các pháp nhân. Cho nên cái chữ tham ma của câu 2 đó mà đi xài với cái chữ quý ba ca tham ma, tức là chỉ cho nhân. Cho nên chữ quý ba ca và quý ba ca tham ma phải hiểu là nhân và quả. Thì ở trong ví dụ pháp Đồ Đề Tam Thích Ca Ma Thích Ca đó, thì khi nói đến cái tam đề quả có ba câu, quý ba ca tham ma là các pháp quả, quý ba ca tham ma tức là các pháp nhân, các pháp gì thuộc quả, các pháp gì thuộc nhân. Đề quá quý bà ca na quý bà ca tham ma tham ma tức là pháp phi quả phi nhân. Thì chúng ta dựa vào đó để chúng ta hiểu được ở đây khi nói đến cái chữ Manjuta đó là chi pháp đó, còn có nghĩa là chi nhân. Chúng ta xài theo cái nghĩa từ vựng nó là như vậy. Nếu pháp mà nói về một cách tổng thể của giáo lý và biết ý nghĩa chi tiết trong mỗi một pháp môn gọi là tri nghĩa, thì ở đây cũng có thể hiểu được rằng là hãy đang làm cái việc gì, tạo cái sở hành nào thì biết rõ cái nhân đó
nó là nhân thiện hay là nhân bất thiện, nhân đó tốt hay xấu, rồi còn chi phạt chi quả đó, là khi mà bị hay là được những cái quả vui hay là bị quả khổ, là biết rõ đây là quả của nhân gì, nhân thiện hay nhân bất thiện. Thì hai từ này, hai từ này được xài trong cái nghĩa phần nghĩa đen, nghĩa bóng và nghĩa thật, chúng ta có thể xài được. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy. Bây giờ chúng tôi không biết phải tắt làm sao đây. Để xem coi chừng nào mà hả tắt được thì quý vị cho biết là đã buông mic xuống rồi. Sa thủ kinh trình Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, khi mà chúng ta nói về hai pháp đầu gọi là tri pháp và tri nghĩa đó, thì mình thấy rõ ràng rằng điều đó liên hệ mật thiết với Phật pháp, và đó là điều được đề cập đến trong Tăng Chi Bục. Nhưng mà ví dụ như một người sanh ở cái thời nào đó, như là Đức Bồ Tát, ngài sanh trong nhiều đời quá khứ, ngài không có sanh vào thời ra đời và cũng biết Phật pháp, nhưng mà ngài sống ngài có tri nhân tri quả, thì Thượng Tọa có nghĩ rằng khi mà bảy pháp bậc hiền trí này đề cập đến tri nhân tri quả đó, thì một cái vị mà như vậy có gọi là bậc hiền trí không? Và với bảy pháp mà mình gọi là tri nhân tri quả, tri kỷ, tri hội, tri độ và tri bỉ, thì ở trong thời kỳ không có Phật pháp thì có tồn tại hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư Quan Hỷ trở lại để cho biết phải suy nghĩ của Thượng Tọa về điểm này. Xin hỏi vì chúng tôi có cầm mic không à? Chúng tôi có cầm mic không? Ồ, tốt. Giờ bây giờ biết cách sử dụng rồi. Cho nên hơi nhanh, thao tác hơi nhanh chút xíu. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Quả thật vậy, bảy pháp hiền trí này là những cái đặc điểm, những cái yếu tố của một bậc hiền triết gọi là Pandita. Nếu mà bảy pháp này mà Đức Phật ngài thuyết cho chư tỳ kheo, để cho các vị tỳ kheo thực hành, thì cái đó gọi là Sapparisatthamma, pháp bậc chứng nhân. Rồi ở đây đó, các bậc hiền trí ở trong đời, ngay cả vào thời chỉ có chư vị độc giác, chứ không có các vị toàn giác, mà những chúng sinh sanh ra ở đời mà có được bảy pháp này thì cũng gọi là bậc hiền trí như thường. Thậm chí là những thời kỳ chỉ có chúng sinh Bồ Tát có mặt đang hành pháp độ, nhưng mà không có độc giác, không có toàn giác, thì như vậy cái chữ Thammayutta Arthayutta tri pháp tri nghĩa đó không có nghĩa là vị đó biết rõ về giáo lý và ý nghĩa của mỗi một pháp môn, mà trong trường hợp đó phải hiểu rằng bậc hiền trí Bồ Tát là tri nhân tri quả, kể cả những cái pháp khác
như là tri kỷ Atayuta, tri độ Matayuta, tri thời Kalayuta, tri hội Parisayuta và tri bí Bukala Paropara Yuta. Thì biết rõ như vậy thì cũng gọi là bậc hiền trí như thường. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, đối với bậc hiền trí ở trong đời, các vị ấy không có tin vào những cái sự may rủi, những cái sự hên xui, hay là những cái điềm lành điềm dữ, mà mỗi mỗi một cái sự kiện gì xảy ra, vị đó biết rõ nguyên nhân và biết rõ hậu quả của nó. Khi mà có sự kiện gì xảy ra, vị đó biết cái này là do nhân gì, như vậy gọi là tri nhân. Và khi mà đang hành động như vậy, đang làm như vậy, thì vị đó biết rõ nếu làm như thế này thì sẽ bị cái hậu quả như vậy, như vậy nó sẽ có kết quả như vậy, thì như vậy cũng gọi là bậc hiền trí. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái phần sau là tri kỷ và tri bí để chúng ta chung lại. Hồi xưa ngài hòa thượng Tịnh Xử khi ngài soạn ra cái bảy pháp bậc hiền triết phần kinh thẻ, ngài lấy hai cái pháp là tri kỷ tri bỉ, biết người biết ta. Nhưng mà biết người biết ta đó mà theo ở trong binh pháp thì nó khác, mà biết người biết ta mà nói theo Phật pháp đó, thì một người biết rõ mình, biết rõ về bản thân, cái khả năng sở trường như thế nào, sở đoản như thế nào, mình có khả năng gì và thiếu khả năng gì. Mà biết như vậy cho nên Bồ Tát ngài luôn luôn ngài bổ túc cho hoàn chỉnh, ngài bổ pháp để cho hoàn chỉnh. Rồi tri bỉ tức là ngài biết rõ người khác sở trường như thế nào, sở đoản như thế nào, rồi người đó thuộc về hạng người dễ dạy hay người khó dạy, cái người tốt hay là người xấu vân vân, thì ngài biết rõ. Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát kiếp xưa, ngài là một vị nhạc sư ở trong triều đình thời vua Brahmadatta. Vị ngài sống cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vì cái tài nghệ nhạc lý của ngài, của Bồ Tát, cho nên đức vua vẫn trọng dụng. Một ngày kia có một thanh niên đi đến nhà của Bồ Tát và xin được học, học về nhạc lý. Thì Đức Bồ Tát ngài nhìn người đó, nghe cái cách nói chuyện của người đó, Bồ Tát biết rõ người này sẽ là người phản thầy, cho nên ngài không có nhận dạy. Nhưng mà chàng thanh niên này rất là khôn khéo, anh ta tìm hiểu và được nhạc sư có người mẹ già, thì anh ta đến, anh ta nói chuyện với bà, và anh ta sẵn sàng để chăm sóc,
để phục dịch như là một đứa cháu ngoan vậy đó. Thì người mẹ của Bồ Tát á, thấy như vậy rồi, sau khi biết được cái mục đích của anh ta đến xin học nhạc lý từ nơi con trai của mình nhưng mà bị từ chối, cho nên người mẹ mới nói giúp. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát là vì người mẹ cho nên không dám cãi, không dám cãi lời, làm sợ mẹ buồn, mới miễn cưỡng mà nhận. Đến khi mà dạy anh ta, anh ta đã thành tài rồi, thì lúc bây giờ anh ta đi vào triều, anh ta tâu với Đức Vua rằng anh ta biết nhạc lý, anh ta có cái tài nghệ cũng không có, không có ai sánh được. Thì vị vua mới nói rằng nay ta trẫm cũng đã có quan nhạc lễ, nhưng mà cái vị quan đó đã già rồi, tức là ám chỉ Bồ Tát á. Nếu mà bây giờ nhà ngươi muốn thay thế cái chức vụ đó thì hãy thi tài thử. Thì thưa quý vị, Đức Vua thông báo cho Bồ Tát hay. Bồ Tát ngày về nhà, ngày cảm thấy lo buồn, ngày nghĩ rằng nay ta đã già, tay chân nó không còn lanh lẹ, lanh lợi, những cái phím đàn nó không có được chính xác nữa. Cho nên nếu mà ta thua, thi tài mà thua chàng thanh niên học trò của mình đó, thì bị nó sẽ mất dinh dưỡng đi. Cho nên ngài đi vào rừng, ngài tính là chết ở trong rừng, nhưng mà Đức Trời Đức Thích ngài đã xuống và ngài đã hỗ trợ cho Đức Bồ Tát. Sau khi thi tài trong cái cuộc đó, Đức Bồ Tát đã thắng và ngài tiếp tục làm quan. Còn cái người học trò mà sau khi Đức Vua biết được đây là người học trò phản thầy đó, thì đã đuổi ra khỏi xứ. Kể tóm tắt cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng là Bồ Tát kiếp đó dầu cho không phải là một bậc chân dân ở trong giáo pháp, nhưng mà ngài cũng được gọi là bậc hiền trí, bởi vì ngài tự biết bản thân mình như thế nào và ngài biết rõ cái tâm tánh, cái tâm địa của chúng sinh khác như thế nào để người cư xử. Thì như vậy trong trường hợp đó cũng gọi là bậc hành trí. Còn riêng về những cái pháp như là tri thời, tri hội, tri độ, thì những cái pháp đó luôn luôn hễ là bậc hiền trí, là người tốt ở trong cuộc đời đó, thì các vị đó đều biết làm cái việc gì cũng suy nghĩ, cũng suy xét đúng thời, đúng lúc, đúng dịp mới làm, mới có hiệu quả. Rồi đi đến một cái hội chúng, biết rõ hội chúng đó là cái hội chúng Sắc Đi Lị, hội chúng Bà La Môn, hay là hội chúng của những người giai cấp bình dân, biết rõ. Thì như vậy Đức Bồ Tát ngài cư xử rất là khôn khéo. Rồi tri độ thì bản thân của ngài luôn luôn sống có sự tiết chế trong vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, chứ không phải là bừa bãi, không phải là hưởng lạc một cách mê đắm, một cách tham đắm mà không có chỗ dừng. Vì vậy cho nên bảy pháp này đối với một chúng sanh sanh ra vào thời kỳ dầu không có Phật pháp, nhưng mà những ai có được bảy pháp đó cũng được gọi là bậc hiền trí. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà thường gọi giữa cẩn bình đều. Nam Mô Bổn Thầy Giá, xin cảm ơn quý vị.
Sa thủ kích trình thì tôi tự sức. Mà thì tôi tự sức thì tôi có nghĩ trả lời thêm cho một câu nữa là ở trong binh pháp á, thì khi mà chúng ta nói đến cái vị bách chiến bách thắng á, thì thường là mình muốn nói rằng mình ở cái thế nào, ở trong cái cục diện hay trong trận chiến, thí dụ như là ở trong trận chiến mình là ở thế thượng phong, hay là cái sở trường mình là người giỏi về du kích hay giỏi về trận quy mô hay là về chiến vân vân. Nhưng mà cái tri kỷ ở đây đó là mình biết tổng thể về bản thân của mình, thí dụ mình là ai, đến từ nơi nào, hay là mình biết rõ cái gì đang xảy ra ở thân tâm của mình. Xin Thượng tọa Hoan Hỷ nói thêm một ít về điểm này. Kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý vị. Lúc đầu chúng tôi có nhắc đến cái chỗ này cũng đều gọi là tri kỷ, tri bỉ. Nhưng mà ở trong binh thư thì người ta nói biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì ý nghĩa biết ta đó, cũng như Thượng tọa Giáo Đẳng nói khi nãy, là một cái vị tướng khi mà ra trận là phải biết rõ mình lão luyện về cái loại binh khí gì, hay là đánh bộ hoặc là đánh đường thủy, phải biết rõ. Mà phải biết rõ ở trong cái thế trận mình đang ở trong cái thế, có thể là không có lưu quân được khi mà đóng quân ở chỗ nào đó, ở trong vách núi chẳng hạn, hay là ở trong cái ngõ cụt, thì trong trường hợp phải biết rõ thì có như vậy mới tránh được mấy cái hiểm đó, như vậy mới chiến thắng được. Nhưng mà cái tri bỉ ở trong Phật pháp ấy, thì nó có nghĩa khác, cũng là biết tự bản thân mình. Nhưng mà ở đây một vị hành giả tu tập là phải biết rõ bản thân mình thuộc về cá tính nào, cá tính charita thuộc về ái tham, hay là cá tính sân hận nóng nảy, hoặc là cá tính tính tầm, tính đức tin, tính suy tầm, tính đức tin, hay tính giác, tính tuệ đó, là phải biết rõ mình ở trong sáu cái cá tính đó thuộc cá tính nào. Và vị hành giả cũng phải biết rõ bản thân mình là nặng về phiền não nào. Thí dụ như phiền não tham ái, lý ái, hoặc là nóng nảy, sân giận, hay là si mê, phải biết rõ. Nhờ biết rõ như vậy cho nên vị hành giả sẽ có cái sự tác ý để loại trừ cái khuyết điểm đó. Thì như vậy trường hợp này cũng gọi là tri kỷ. Mà tất cả người học Phật và tu tập, chúng ta nên áp dụng cái cách tri, cái ý nghĩa tri kỷ mà Đức Phật Ngài đã dạy ở trong kinh tạng. Bởi vì chúng ta không phải là những người
đi ra trận mà phải tri kỷ tri bỉ để bất chiến bất thắng như là trong binh binh thư. Và chúng ta cũng có thể áp dụng trường hợp này khi mà chúng ta ra trường đời trong cái việc thư mãi, hay là trong một cái việc làm gì đó, chúng ta lãnh đạo một cái hội chúng vân vân. Thì như vậy chúng ta cần phải biết rõ về cái khả năng của mình như thế nào để chúng ta làm việc nó mới có cái sự thành công được. Nhưng mà một điều quan trọng nhất là vẫn phải nói đến việc mà tri kỷ Atanyuta để mà chúng ta tu tập, cái đó là trên hết. Còn những cái chuyện mà chúng ta biết bản thân mình như thế nào để chúng ta ứng xử đó, thì trong trường hợp đó nó chỉ là phụ thuộc thôi. Thỉnh thoảng thì chúng ta nên dùng ở trong cái cuộc sống hàng ngày, thì cái đó cũng gọi là người trí thưa quý vị, cũng gọi là người trí. Bởi vì chỉ có người có trí mới ứng dụng được điều đó, chứ còn người vô trí thì không thể làm được như vậy. Nhưng mà nếu nói như vậy nhiều quá thì chúng ta chỉ lo làm sao để chúng ta khi mà ra phải đối phó với người khác, phải đương đầu với người đối lập, rồi chúng ta áp dụng cái cách mình tri kỷ tri bỉ để mà mình giành cái thắng lợi, thì trong trường hợp đó nó cũng không phải là cách tốt nhất. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Và bây giờ thì chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, nên xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thầy Sư. Thưa quý vị, chúng tôi có một chút hơi lúng túng. Thông thường ở tất cả các bài học đó, chúng tôi có dành giờ thảo luận để chúng ta đào sâu một số vấn đề của cái đề tài. Nhưng mà trong thời gian gần đây đó, chúng ta học những đề tài càng lúc càng nhiều chi pháp. Và khi mà có nhiều chi pháp rồi đó thì chúng ta không có đủ thời gian để có thể đào sâu vào tất cả. Do đó xin thưa với chư vị giảng sư và quý Phật tử MC đó là cố gắng tiết kiệm thời giờ và bỏ bớt phần chào hỏi nói dông nói dài ở trong chương trình sinh hoạt của chúng ta. Mình vào lễ Phật là Nam Mô Bổn Thầy Giác là đủ, chào hỏi thì chào chung, mất thì giờ. Nếu chúng ta có được làm sao mà nguyên cả bài giảng chúng ta trong vòng 45 phút đầu tiên và khoảng chừng 1 tiếng 15 phút còn lại đó dành để cho thảo luận thì nó tốt, chúng ta có thời giờ đào sâu hết. Nếu mà chúng ta phí rất nhiều thời giờ đó thì phần thảo luận chúng ta sẽ không đào sâu được. Ví dụ như bảy pháp bậc hiền trí hôm nay đó, chúng ta còn rất nhiều câu hỏi, còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận, nhưng mà chúng ta lại không có thời giờ. Và không phải chỉ có phần bảy pháp này mà vào 8 pháp, 9 pháp và 10 pháp rồi, thì thật ra nó sẽ hơi rất là chật hẹp về thời gian. Và do vì chúng ta cố gắng để gói gọn lại, dạ, gói gọn lại để dành nhiều thời giờ chúng ta đào sâu vào các chi tiết. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Vân Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chi vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình nghiệp. Nam Mô Bổn Thầy Giác. Sa thuốc lành thai.
Con Khema thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốm sướng ung viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Cha. Yang kim chi phu sa la ka mang ka pa pa ge ya ma ma ka ye na va ja ma na sa di da se su ka pang ka pang ye ta ye ta ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka pang bu ya pa wang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ka pang su ri tang ye nang ยะปาละเยจะตานะจานันติเทวะจันตวาหิเมกะยุงสะเปโลกะมิเยสะตาจีวันตาหะระเนตุกะมะโนยังโพจะนังสะเปตะปันตุมะนะเกตะปาหิกองสิอยังเพื่อกลาง